Không sợ bạn sẽ muốn bạn quay trở lại kênh channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ các bạn tô màu bức tranh mẹ một chú hà mã con nha, cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Hà mã con này mình sẽ tô màu xanh dương, màu sáng.
bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình chú hà mã con. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu cho bức tranh nha. Video của mình đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình.